Xin chào mừng quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Trận Cầu Tâm Điểm được phát sóng trên các kênh thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Thưa quý vị, sau quãng nghỉ FIFA Days thì ngày hôm nay Bundesliga đã trở lại với trận cầu tâm điểm của vòng đấu, đó chính là trận Der Klassiker giữa Bayern Munich và Dortmund. Cho phép Huyền Trang được giới thiệu những vị khách mời có mặt trong trường quay vào lúc này. Xin được giới thiệu nhà báo Thành Trung và bình luận viên Đức Anh ạ.